Chào mừng mọi người cùng quay trở lại với kênh Bất Động Sản Tiềm Năng. Hôm nay Phước Sửu và Thùy Nhi, hai tụi mình sẽ review lại cái khu cho mấy bạn thấy thực tế được cái cảnh của cái khu dân cư Đầm Ri mà bên mình đang phân phối và mở bán, phải không? Dạ. Thì cái khu dân cư Đầm Ri này á, là với cái diện tích là tầm khoảng từ 200 đến khoảng 500 mét vuông, phải không? Dạ. Thì trong đó là đã có thổ cư là 200 mét vuông. 200 mét vuông thổ cư. Rồi bắt đầu mình đi review thực tế ha. Đây mọi người ơi, khu dân cư này thì đã xong tất cả cơ sở hạ tầng rồi, Phong Nhi. Dạ, đã xong cơ sở hạ tầng, có khu công viên, có một cái hồ nhỏ, và đường nội bộ đã hoàn thiện hết. Hạ tầng đường điện cũng đã có vào trong đây rồi. Buổi tối thì cũng có đèn pha, có đèn nội bộ luôn. À, đây là dùng đèn năng lượng mặt trời ha. Thì cho Sửu hỏi sơ tí xíu là kết nối vùng của cái dự án này á Nhi. Thì từ cái dự án này mình tìm về Bảo Lộc mất bao lâu? Hiện tại cái dự án này thì mình đi ra khu cái khu du lịch suối Đầm Ri á là rất là gần. Khoảng 2 km đã tới rồi. Nếu như mà những cái khách hàng mà đầu tư ở đây á có thể nghỉ dưỡng tại nơi đây. Đó, và mình cũng với cái khu du lịch Đầm Ri thì bây giờ là khách hàng và tất cả những ai đi về Lâm Đồng đều đến Đầm Ri để tham quan. Và mình cũng có thể sử dụng những cái tiện ích ở đây, cùng với cái việc là cái khung viên, cái diện tích ở đây là cái mặt tiền nó là đều là từ 10 mét trở lên mặt tiền hết. Dạ, sâu vô là 23 mét. Như vậy thì từ 400 mét vuông và sở hữu được 200 mét thổ cư đó. Ở đây là thổ cư là xây dựng ngay luôn ha. Thì mình đang nói về cái liên kết vùng, thì ở đây á là kế bên thì có một cái tu viện Bát Nhã. Dạ, rất là gần với khu dân cư bên mình luôn, phải không? Dạ đúng rồi. Ngoài cái từ đây thì cách cái tu viện Bát Nhã khoảng bao xa? Tu viện Bát Nhã thì mình có thể đi ra khoảng cỡ tầm 1 km, 500 đến 1 km là mình đã tới rồi. Dạ, rất là gần. Rất gần, phải không? Dạ. Rồi còn từ đây á thì mình di chuyển về Bảo Lộc thì mất bao xa? Cái tuyến đường mà từ đây về Bảo Lộc thì mình đi xe cỡ tầm 15 phút là đến nơi rồi, đến tại trung tâm Bảo Lộc rồi chợ Bảo Lộc. Mình có thể đi ra quốc lộ 20, tầm thêm 5 phút nữa là tới quốc lộ 20 rồi. Ngoài ra cái ở đây á, thì còn có cái lối, sau này sẽ có cái lối exit của cái đường cao tốc gọi là dầu dây Liên Khương, phải không? Dạ, dạ, từ Tân Phú lên thì cái khúc exit này nó cũng tương đối là gần với cái dự án của mình á. Rồi, thì tất cả những cái gọi là sản phẩm nhà đất là khi mà có đường cao tốc đi ngang qua, và đặc biệt những cái lối exit lên xuống như vậy đó, thì mức độ sau này khi mà hình thành thì mức độ tăng giá sẽ rất là cao, Phong Nhi. Dạ, trước đây thì em là cái dân ở Bảo Lộc mà mình cũng không nghĩ được là cái Đầm Ri nó sẽ có tương lai như vậy. Và những khách hàng đã đầu tư trước đây thì nó đã lên gấp 2, gấp 3 lần rồi. Dạ, còn tương lai nữa thì nó sẽ tăng còn rất là cao. Dạ, khi mà nó đã hình thành cái đường cao tốc rồi thì lúc đó thì có thể là mình đầu tư nó hơi chậm rồi đó. Rồi, dạ. Thời điểm bây giờ là sở hữu này đất tại Đầm Ri, mà cái này là thuộc thành phố Bảo Lộc luôn, phải không? Dạ, nó là thuộc thành phố Bảo Lộc luôn á. Đúng rồi, dạ. Như vậy thì gọi là sở hữu ở đây pháp lý đầy đủ, sổ hồng và kết nối vùng rất dễ dàng. Và dạ, mọi người thấy đây nè, ở đây thì chủ đầu tư đã làm tất cả cơ sở hạ tầng nè, điện đã vào hết rồi. Dạ. Có điện năng lượng mặt trời luôn để chiếu sáng, rồi hệ thống hầm phốt. Rồi dự kiến sẽ có là ở đây là vỉa hè, phải không? Dạ. Đây, mọi người cùng qua nhìn đây tí xíu ạ. Đây, thì ở đây chủ đầu tư sẽ làm một cái hồ, cái hồ rất là đẹp, phải không? Sau này là sẽ là một cái view để cho mọi người có thể là thư giãn nghỉ ngơi xung quanh đây, thì có thể là trồng hoa, trồng cây. Và điều đặc biệt là xung quanh cái dự án bên mình gọi là bát ngát một màu xanh, phải không? Dạ, ở thì đây cảm giác là rất là feel và rất là cảm giác khi mà mình đến đây, thứ nhất là mình muốn ra tu viện cũng được, mình muốn đi du lịch cũng được. Dạ. Thì cho mình hỏi sơ tí xíu á, là khi mà khách hàng của mình sở hữu cái mảnh đất này ở đây á, thì nói về cái ở đây là cái không khí ở đây, thì theo Nhi là người ở tại khu vực này á, thì cảm nhận được cái không khí ở đây như thế nào? Dạ,
Ở đây thì cái nhiệt độ trung bình của mình là từ 16 cho đến 22 độ. Đó là cái nhiệt độ nó khá mát. Nhưng mà có quá lạnh giống như Đà Lạt hay không? Dạ, hiện tại thì cái nhiệt độ nó gọi là ổn hơn so với Đà Lạt. Đà Lạt có những cái thời điểm mà từ 10 độ, 12 độ. Còn ở đây thì tầm khi mà về đêm á, là mình cũng có từ 16 đến 18 độ thôi. Rồi, cái thổ nhưỡng ở đây thì có tốt hay không? Và nó phù hợp với những loại cây nào? Ở đây thì trước đây là ngành chính của mình là trồng dâu nè. Trong khu đầm ri này là về dâu tầm rất là nhiều. Ngoài ra là có thủ phủ của tơ tầm phải không? Đúng rồi, thủ phủ của tơ tầm đó. Có cà phê nè. Thì ở đây mọi người cũng có thể chiêm ngưỡng được là cà phê bao quanh và trà. Ok. Thì mọi người thấy nhìn sơ qua ở đây là những cái đồi gọi là vừa là cà phê nè, chanh dây nè, trà nè. Và điều đặc biệt là ở cái Bảo Lộc này á, là một cái vùng đất là trồng được cái loại cây măng cụt. Cho ra trái rất là nhiều trái và rất là ngon phải không? Dạ, hiện tại thì cái măng cụt ở tại Bảo Lộc gọi là đáp ứng trong cái thị phần trong nước là không có đủ rồi. Nhưng mà rất là ngon, sản lượng rất là khá ok. Rồi, thì mọi người là cùng tìm hiểu và tham quan cái dự án của Phước Sửu và Thùy Nhi. Thì cần thông tin thì Phước Sửu và Thùy Nhi sẽ cung cấp đầy đủ cho quý anh chị, để quý anh chị có thể sở hữu được một nền đất tại khu dân cư Đàm Ri, Bảo Lộc với một mức giá rất là tốt, phải không? Dạ đúng rồi, hiện tại thì ở đây đó đã có thổ cư cho mình từ 200m. Mình có thể xây một cái khu nghỉ dưỡng tại ngôi nhà của mình, được trồng cây, được thưởng thức được cái không khí. Về đây mình cũng có thể kinh doanh tại đây cũng rất là ok. Với cho mình hỏi một tí xíu là ở đây thì mình mua là mình mua lại hay là mình mua từ cái những cái người phân lô chủ đầu tư tách ra? Đặc biệt là ở đây hiện tại mình sẽ là mua từ giá F0 đó. Chính sách bán hàng như thế nào, tốt không? Chính sách bán hàng thì hiện tại là mình đã có sổ hồng rồi. Nên là mình sẽ công chứng và thanh toán liền luôn. Công chứng thanh toán liền luôn phải không? Coi như là pháp lý sổ hồng đầy đủ, thanh toán và có thể là kéo dài thời gian thanh toán nếu mà khách hàng thanh toán. Cái đó thì mình có thể linh động cho. Linh động. Và nếu mà thanh toán nhanh thì cũng có chiết khấu cho khách hàng phải không? Dạ đúng rồi. Rồi, cảm ơn Thùy Nhi. Thì Phước Sửu sẽ tổng hợp đầy đủ thông tin cho quý anh chị. Và khi mà quý anh chị cần cái thông tin về cái dự án thì Phước Sửu và Thùy Nhi sẽ inbox cho quý anh chị đầy đủ ha. Dạ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều dự án sau.